Hậu trường vỡ mộng trong phim Hàn, anh hùng cứu mỹ nhân pha kè, ôm công chúa cũng giả nốt. Phim Hàn rất lãng mạn, rất tình cảm, nam chính lúc nào cũng ga lăng hết cỡ và bá đạo vô cùng, ôm công chúa, xuống sông cứu người. Nhưng sự thật đôi khi lạ lắm, chỉ khi xem hậu trường chúng ta mới được thấy thôi. Chẳng hạn như cảnh bế công chúa nhẹ tâng vì có dây hỗ trợ như Lee Dong Wook và Cho Boa trong Bạn trai tôi là Hồ Ly. Có lẽ vì đây là phim kỳ ảo, đoàn phim cần răng dây khắp người để bay tới bay lui. Đây này, đây, đây nữa. Vỡ mộng nhất trong số các cảnh bế công chúa phim Hàn thì phải kể đến phân đoạn thách bế Đức Sơn trong Lời hồi đáp 1988. Ai mà ngờ phân cảnh lãng mạn trên phim thật ra cần sự trợ giúp của chiếc xe. Anh chàng Park Bo Gum chỉ cần ôm Harry ngồi lên rồi diễn thôi, nhẹ tênh luôn. Oh my god. Cô nàng siêu mạnh mẽ Do Bong Soon cũng có cảnh tương tự Lời hồi đáp 1988 này, nhưng hơi ngược chút vì đàng gái bế đàng trai. Đương nhiên Park Bo Gum nhỏ xíu siêu làm sao bế Park Hyung Sik được, nên cuối cùng nam diễn viên nằm xe đẩy nha. Dù không có bế chạy thì ít ra Park Bo Gum cũng có chạy, nhờ xe bế dùng, người kéo hộ thôi mà. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Phải nhấn mạnh lại là phim Hàn rất hay giúp các anh thể hiện độ ngầu bằng những cảnh ôm bế bá đạo. Ví dụ như quân vương Lee Min Ho chẳng có cảnh bế người yêu lên ngựa cái một là gì, nhưng thực ra có bế được đâu, nhấc lên một chút thì được, còn muốn lên được ngựa thì phải có người trợ giúp phía sau hơi nhiều đấy. Tới cảnh tắm sông của Chu Beauty, trong phim thì nữ ngã xuống, nam lao theo cứu quá là lãng mạn. Nhưng sự thật thì sao? Không có ai xuống sông hết trơn, khỏe re trên thuyền nha. Hai anh chị chỉ biểu diễn kỹ thuật suýt ngã, giả bộ nhào rồi ôm nhau ngồi cười mà thôi. Tính ra đóng phim như này cũng nhàn ha. Vừa quay vừa chiếu, diễn viên đóng một bộ phải vất vả lắm. Thế nên anh chàng Lee Do Hyun đã ngủ quên luôn trong lúc mẹ và vợ đang nói thoại nhiệt tình, đến nỗi hai người kia bị NG giữa chừng vì tiếng ngáy vang vọng mà chủ nhân nào có hay biết. Mà thôi, đang mệt lại có giường ấm nệm êm, tranh thủ chút cũng bình thường mà, sao đừng ngáy là được anh nha. Chàng Sam Sik thì lại có màn xả nước làm cả đoàn phim hết hồn, bảo làm vừa thôi thì ổng làm tới bến hết mình luôn, rồi sau đó phải trùng khăn trùng mền giữ ấm như em bé. Dạo này một phim Hàn đã có thói quen cảm động hết mình khi xem phim và cười hết cỡ khi xem hậu trường. Tuy rằng sẽ phải xem những sự thật không được lãng mạn cho lắm, nhưng dù sao mọi khán giả đều thích xem hậu trường, vừa vui mà còn để nhìn nhận rõ đời không như phim.